Chào mọi người nha, đây là một ngày làm việc của mình nha. Đó, đầu tiên là mình đóng máy gửi cho khách nha. Hôm nay cũng đi được chờ cái máy nha, đi tin 361. Đó, giờ máy này làm xích tờ đã gời nha mấy anh em, nó không còn để trong máy như ngày xưa nữa nha. 250, 230. Này mình kiểm tra rồi mình đóng hàng cho khách nha. Đó, này là nhất khu, nhiều khi ta xài nhất khu, nhiều khi ta xài nhất ít tin nha. Bộ 250 nè, đó mình phải mở ra kiểm tra đi nha. Bully, phe, bộ áo 660, đó lọc gió, bình xăng con, đồ nhiều lắm nha mọi người. Đó mình phải kiểm tra đầy đủ cho nha. Vừa định hướng nè, như vừa hỏi mình có giới thiệu rồi đó. Tay giật bugi nè, cái món lẻ này là mình gửi cho những khách mua máy bên mình nha. Đó, những khách mà mua máy bên mình thì mình cam kết là sau này có những món đồ nhỏ mình cũng gửi luôn nha. Đó, như anh này thì bully nè, với code dịch nè, hai món mình cũng vẫn gửi luôn nha, tại mua khách mua đồ bên mình này đó. Đó, những người mà mua đồ bên mình không cần cọc nữa nha. Những người nào mà mới hả cọc nha mọi người. Đó, rồi mình sẽ đóng hàng mình gửi qua bưu cục cho khách nha. Đây là hàng mình đã đóng rồi, mình sẽ vận chuyển qua bưu cục. Qua tới đây thì cho mấy chị gái, em gái xinh đẹp làm thôi nha. Xong rồi thì về nha mọi người. Đó, anh em mua hàng thì đơn đầu thì nhận cọc mới gửi hàng nha. Đó, rồi anh em thiện chí thì liên hệ 0917959669 mua hàng nha mọi người. Cà Mau City. Và sau đó 100 yên nơi chơi cho tới nay, lấy cho tôi cái micro, tôi ca một bài.